Xin mình chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để Tùng Nguyễn báo cho anh em biết một nhà Tùng Nguyễn về được 50 đôi chép BMB xịn. Các bác có nhu cầu bị cháy chép có thể liên hệ cho Tùng Nguyễn đặt một cặp chép BMB xịn. Tép vuông, tép tròn bên Tùng Nguyễn đều làm, chép xịn của BMB. Hiện tại các bác đang xem ở đây là một cặp chép vuông. Và ở đây là một cặp chép tròn. Em ơi, tháo cho anh cái tép BMW vuông xịn ra. Đây là tròn, vuông nữa. Đây là một chiếc xịn, là hình tròn anh em nhé. Tép giấy. Hàng này do Trung Quốc sản xuất. Xương của nó rất dày. Và bích của nó làm bằng thép 7 màu. Đây là dòng chép giấy 10 phân, chuyên lắp cho các dòng BMB 450, 855. Rồi là chép giấy vuông BMB. Các cái dòng chữ in của nó rất là sắc nét các bác nhé. Đấy, củ từ không bao giờ bị sứt sẹo một tí nào. Đây là dòng chép xịn và hai từ bằng nhau, từ kép và chữ của nó in cực kỳ sắc nét. Đây là dòng chép vuông. Hôm nay Tùng Nguyễn làm video để thông báo hàng của Tùng Nguyễn về được một lô chép là 50 đôi, là cả chép tròn cả chép vuông. Ngày hôm nay Tùng Nguyễn xin tạm dừng video và chào tạm biệt tất cả các bác nha. Các bác cứ bị cháy chép có thể liên hệ Tùng Nguyễn để Tùng Nguyễn bán cho anh em để có thể về thay thế nha.